Gần hết chứ chưa hết. Chuẩn bị bóc rồi chứ chưa bóc. Đây là quán cơm 86 ở nằm ở trên đường Đề Thám. Góc với đường gì chị? Góc đường Cô Bắc và Đề Thám, chúng ta thấy có quán cơm 86. Và một ngày mưa mà khách vẫn tới rất đông. Chúng ta hãy nói chuyện với cô Út là chủ quán. Chị cho biết quán cơm này mở từ bao giờ chị? 3 năm. Dạ. Quán cơm này có gì, nó nằm ở đâu và chị có thể nói một số điều về quán cơm? Hồi xưa là bán ở bên Cô Giang. Mà trên này nghỉ lên 7 năm rồi, nay mới bán lại. Ừ. Quán cơm này nó có gì mà thu hút khách rất là đông như thế vậy? Em thì bán bình dân giá 20 vậy thôi. À, giá cả thì như thế nào? Thì bình dân 20. Quán này hình như khách Tây tới cũng ăn nhiều. Dạ. Thường thường khách Tây ăn vào lúc nào và ăn những món gì? Tối ăn cơm sườn, sườn ốc la. Ừ. Còn khách Việt Nam? Việt Nam cũng vậy thôi, sườn, bì chả. Ai là những người mà là ăn trong quán của chị thường thường? Khách của chị là ai? Nhiều lắm, không biết ai không. Thường là cái giới nào? Giới là mình nhiều hơn. Tây lâu lâu đi du lịch, tối ghé qua đây. Tối chiều chiều là bán Tây nhiều hơn. Giá cả là coi như là bắt đầu 20 đồng là được một một dĩa cơm rồi. 20, cơm sườn ốc la thì 25, sườn cơm thì 20. Có những cái món gì thưa chị giới thiệu? Cái gì cũng 20 hết, cá hoặc là gà, đùi gà, gà kho, vịt thịt kho, cá đủ nhiều, nhiều món lắm. Chị giới thiệu hết các món của chị coi. À, chả cá chiên nè, sườn nướng nè, vịt thịt kho nè, đùi gà nè. Chả luộc kho teo nè. Đây là một vị khách ha. Tell us why you come here. Because it's the best food in Saigon. Okay. What you gonna tell your friends out there coming to Saigon? Come here to eat. What do you order today? Oh, we just order what we're given. We just get told what to eat. Too easy. Quán cơm 86 ở góc đường Đề Thám và Cô Bắc, một quán cơm bình dân nổi tiếng ở trong khu vực khu phố Tây. Tới đây không thể bỏ qua. Cho mắm chân đi em ơi. Rồi rồi. Cái gì? Cái này cơm không vậy? Cái này cơm không? Cơm riêng 4.